mình các bạn. Trung tâm Sài Gòn nhất á, rất là đẹp anh em ơi. Mình quay tại vì mình quay máy ngang mình không có tay mình cầm được các bạn. Hồi nãy mình để trong túi mình quay máy đứng anh em. Đó, cảnh đẹp anh em quá tuyệt vời. Đó các bạn, giờ mình xuống hầm Thủ Thiêm. Đường lại anh em ơi. Các bạn giờ xuống hầm là mình nãy mình đi lộn đường các bạn ơi. Trời mưa luôn rồi. Đó, các bạn giờ đi đúng đường lại đó anh em. Cái này mới xuống hầm nè anh em ơi, mưa rồi. Mưa rồi anh em ơi. Ủa, cảnh đẹp quá. Đó anh em. Wow. Mưa luôn à, nhưng mà vừa xuống hầm là trời mưa luôn anh em. Khỏe, còn nó mưa luôn. Đó, có mưa nhưng mà khỏe bệnh luôn. Đi luôn.
vượt dưới dòng sông qua hầm Thủ Thiêm các bạn, đó, lên đó, và cảnh đẹp tuyệt vời luôn các bạn.